Bạn đang tìm bộ bút màu có thể vẽ lên mọi bề mặt nhãn thì không nên bỏ qua em bút này, có thể vẽ lên được cả đá. Bút màu thường không hiển thị trên nền đen, bút acrylic thì có thể làm điều đó, còn có thể dùng như một bút tạo sáng. Bút màu thường vẽ bị thấm màu, bút acrylic thì không, mua nó cho con bạn.